Chào các bạn đến với kênh của Emratic Gaming. Hôm nay tôi xin nói với các bạn về cách chống Royal Giant trong class Royal. Việt Nam hay gọi con Royal Giant là Minh Béo vì hắn ta con Royal Giant có khả năng tấn công từ xa rất là khó chịu. Hiện tại thì bản meta mới nhất thì Royal Giant đã quay trở lại thưa các bạn. Video này tôi làm từ rất lâu, từ thời mà Royal Giant còn rất phổ biến và tôi vẫn chơi deck Hawk. Deck của tôi tên là Big Eye với sự sử dụng của Goblin Barrow và Fire Spirit. Có mắt rất bự nên tôi gọi đó là Big Eye. Vì muốn chống đối phương của tôi dùng Hot Rider và Royal Giant để tấn công thì điểm mạnh của Hawk của deck này đó là khả năng sát thương nhà rất mạnh. Ví dụ nếu bạn chỉ có một Tower Defense thì bạn sẽ dùng Tower đó để chống vừa Royal Giant vừa Hawk rất là khó chịu. Nhưng mà không may cho anh ta, deck Big Eye của tôi có tới hai building, đó là Tombstone và Infernal Tower, cho nên tôi đã miễn nhiễm với cái deck này. Cách chống Royal Giant thì hiệu quả nhất theo tôi nghĩ đó chính là Infernal Tower. Tuy nhiên đối phương có thể giáp hoặc là dùng Minion Horde để chống, cho nên bạn phải rất cẩn thận. Trong trường hợp này tôi đã thấy Archer bảo hộ cho Minh Béo và ngay các bạn sẽ thấy, các bạn đã thấy ngay lập tức Minion Horde đã phủ đầu và giết Inferno Tower của tôi. Đây chính là một combo rất phổ biến cho nên các bạn cần phải đề cao cảnh giác, đặt Inferno Tower dịch bên mé phải để chống cái combo này. Và ngay lập tức các bạn sẽ thấy sau khi thả Hot, thả Minh Béo, đối phương đã thả ngay Hot Rider, cho nên đã gây sát thương khá mạnh cho trụ trái của tôi và tiếp tục hắn ép bên trụ phải và đồng thời ép trụ trái. Đây là một đợt tấn công khá mạnh. Tuy nhiên tôi đã chống với Inferno Tower và Tombstone. Tuy nhiên Tombstone đã không bắt được Royal Giant. Ồ, lại Minh Béo tiếp tục thôi các bạn. Chà chà, đối phương ép rất mạnh thôi các bạn. Làm sao đây? Tôi dùng Inferno Tower đập vào mặt nhưng mà không kịp. Có lẽ tôi đã sẽ mất một trụ trái chắc. Rất là căng thẳng. Tôi đã chống đỡ hết sức quyết liệt. Ồ, hay quá, 1 hit, 2 hit, 3 hit. Ồ. Tôi đã chiến thắng rất là khó khăn. Thì giờ này trophy của tôi còn rất thấp, cỡ khoảng 2005-2006 thôi các bạn. Và đây một replay, replay tiếp theo. Tôi đấu với Witch và Minh Béo, Mini Pekka và Valkyrie. Đây là một deck thủ rất mạnh và phản công dùng Witch và Minh Béo để phản công. Trên không thì có Baby Reagan và Balloon. Đây có phải là cái deck Minh Béo không? Không, đây là deck Balloon và mập
Giant. Deck này đánh rất là bạo lực các bạn, rất là châu bò. Mập đi trước, Barbarian và Goblin Hood theo sau. Giờ xem lại những cái replay về deck cũ này rất là buồn cười các bạn. Nhưng mà thưa các bạn, hồi đấy tôi dùng Bomber, một sát thủ chuyên giết Spawner, chuyên giết Barbarian là quân bộ. Bùm. Đối phương đã gặp sát thủ, gặp đắc kỵ, đó chính là Big Eye của tôi. Big Eye của tôi lấy phương châm thủ kín và phản công. Vâng, mập được thả ra thì các bạn Skeleton Amy. Nhưng mà Bomber đã sẵn sàng để giết tất cả các quân lít nhít theo sau. Balloon Inferno đã được thả ra. Vâng, tụ trại đấy. Tiêu thank you.
Thank you.